Chào mừng các bạn đã quay trở lại với D Channel. Vào ngày 9 tháng 8 tới đây thì chiếc flagship được chờ đợi nhất trong năm của Samsung, siêu phẩm Galaxy Note 9 sẽ chính thức được ra mắt. Cũng ngay trong đầu năm sau thì Galaxy S10 sẽ chính thức xuất hiện và là chiếc máy đầu tiên đại diện cho chu kỳ 2 năm thay đổi thiết kế một lần của nhà sản xuất Hàn Quốc. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng điểm lại những tin đồn về hai chiếc máy này. Và thay vì chỉ cập nhật rời rạc như những tin lần trước thì lần tổng hợp này sẽ mang đến nhiều những thứ cực kỳ thú vị và hấp dẫn. Hãy cùng vào video nhé! Đầu tiên thì cứ nói về chiếc máy chuẩn bị ra mắt trước đã. Galaxy Note 9 không có gì bất ngờ, sẽ không mang đến sự đột phá về mặt thiết kế so với thời tiền nhiệm Note 8. Viền trên và dưới của Note 9 có thể mỏng hơn một chút. Tuy nhiên thì về tổng thể, chúng ta vẫn thấy một màn hình tràn viền, hai mặt kính, khung kim loại và kiểu dáng tổng thể không có sự khác biệt lớn giữa hai chiếc Note cao cấp nhất hiện nay. Điểm khác biệt lớn về thiết kế của Note 8 và Note 9 cũng đã từng được chứng kiến với trường hợp của S8 và S9, đó là vị trí của cảm biến vân tay. Vân tay trên Note 9 sẽ được chuyển đến sát camera sau, chính giữa mặt lưng chứ không còn nằm ở phía bên phải camera như hiện tại. Suy cho cùng thì đây cũng không phải là một điểm bất ngờ, vì thiết kế mặt lưng của S9 thế nào thì chúng ta đều đã rõ cả rồi. Tuy nhiên thì camera kép của Note 9 sẽ nằm ngang chứ không nằm dọc như trên S9 Plus. Như chúng ta đã biết thì Note 9 sẽ là thiết bị tập trung cải thiện hiệu năng và tính năng thay vì lao theo cuộc đua thay đổi về mặt thiết kế. Sau đây thì mình sẽ nói về những sự thay đổi đáng lưu ý nhất về hai mặt này trên Note 9. Một người dùng được trên tay Note 9 tại Nga khẳng định thiết bị anh có cơ hội được sử dụng có dung lượng RAM lên tới 8GB. Nhiều chuyên gia cũng đã khẳng định Note 9 sẽ có 8GB RAM, mặc định và chúng ta chưa thể biết được là thiết bị này có phiên bản RAM 6GB hay không. Người dùng Note 9 sẽ có 3 tùy chọn cho bộ nhớ trong là 128, 256 và 512GB, đều là những con số thực sự rất lớn đối với nhu cầu sử dụng cơ bản. Viên pin được trang bị trên máy có dung lượng lên tới 4.000 mAh cho thời gian sử dụng lên tới 2 ngày. Có thể nói việc đẩy dung lượng pin cao đến mức này là một nước cờ có phần khá là mạo hiểm của Samsung khi chúng ta vẫn chưa quên được cú phốt nổ pin trên Note 7. Nhưng với tư cách là một nhà sản xuất khá thận trọng thì Samsung hẳn nhiên đã nghiên cứu kỹ trước khi đưa dung lượng pin này lên sản phẩm của mình. Về tổng quan cả hiệu năng và thời lượng sử dụng pin thì nhân vật nói trên cho biết là có sự thay đổi đáng kể so với những gì mà Note 8 thể hiện. Có nghĩa là ngoài việc tốt hơn trên thông số giấy tờ thì Note 9 thực sự đáng tiền ở mặt trải nghiệm. Một khi S9 đã có khẩu linh hoạt thì không có lý do gì để Note 9 không được trang bị tính năng này. Ngoài hai khẩu độ trên camera mặc định thì Note 9 còn sở hữu thuật toán chụp ảnh được cải thiện, giúp tăng khả năng ổn định hình ảnh quang học của máy. Và cuối cùng thì về chiếc bút S Pen, Samsung tiếp tục cải thiện mức độ nhận diện chính xác cho cây đũa phép thần thánh này và đưa vào những ứng dụng phần mềm thiết thực hơn, qua đó cải thiện trải nghiệm trên S Pen với nhóm người dùng doanh nghiệp. Không chỉ dừng lại ở đó, người sử dụng Note 9 có thể mở khóa bằng bút và thậm chí có những tin đồn chưa được xác thực cho rằng chiếc bút này còn có cả tính năng tai nghe. Theo những thông tin chúng ta từng nắm được trước đây thì Galaxy Note 9 sẽ được trình làng vào ngày 9 tháng 8 với 5 phiên bản màu sắc là xanh dương, tím, nâu, xám và đen. Tuy nhiên thì theo những thông tin mà Di Động Việt nhận được thì Note 9 còn có một phiên bản màu vàng rực cực kỳ bắt mắt và sang trọng. Thực hư thế nào thì chúng ta cùng nhau đợi khoảng 1 tháng nữa nhé. Chuyển sang Galaxy S10 thì chỉ mới hôm qua thôi đã có thông tin cho rằng Samsung đang ấp ủ tới 3 phiên bản S10 hoặc thậm chí là 4 với thiết bị lớn nhất có kích cỡ màn hình lên tới 6,44 inch thay vì 6,2 inch trên S9 Plus. Thông tin này đến từ Phone Arena, vì thế nó có độ xác thực tương đối là cao. Lý do mà S10 Plus lớn đến mức này là bởi vì sự xuất hiện của một cụm 3 camera, dù cho đến nay thì những hình ảnh mặt sau của thiết bị này vẫn chưa bị lộ. Mặc dù vào thời điểm này, khả năng cao là Samsung vẫn đang thử nghiệm nhiều concept cho S10, nhưng việc màn hình của máy được phóng to ra là điều có thể xảy ra, bởi nếu S10 Plus có kích thước giống y hệt S9 Plus, thì dung lượng pin của máy sẽ phải giảm đi để có chỗ cho cảm biến camera. Việc tăng kích thước tổng thể của máy sẽ cho phép Samsung đưa một cụm 3 camera lên S10 Plus để bắt kịp xu thế, đồng thời vẫn giữ lại được một viên pin có kích cỡ lớn. Được biết, các phiên bản có màn hình lớn dần của S10 sẽ có tên lần lượt là S10 Mini, S10 tiêu chuẩn và S10 Plus. Đó là tất cả những thông tin mình muốn đưa ra trong ngày hôm nay. Có vẻ như lượng thông tin về Note 9 nhiều hơn, cũng dễ hiểu thôi vì đây là một thiết bị đã gần kề đến ngày ra mắt rồi. Và nếu có thêm thông tin về S10 thì mình sẽ tiếp tục đưa đến cho các bạn trong những video khác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.